Xin chào các bác và anh em nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn con lọc Samsung này cho một bác ở Hà Tĩnh. Con lọc này với giá tiền là 2.300.000 bao ship. Đây là những cái tính năng trên con lọc để các bác nhận về không phải bỡ ngỡ đâu các bác nhé. Thì đây con này nó tích hợp cho hai vế cần gạt, vế trên và vế dưới. Mỗi vế là 31 cần, thì có cần bát, cần chung và cần chép. Đấy. Và cái vế volume tổng này, đấy, volume tổng này là tăng giảm to nhỏ của CH1 các bác này, để ý CH1 này và to nhỏ của CH2. Đấy, còn cái nút low cut này, tức là các bác được phép cắt giải tần các bác nhé. Khi mà các bác muốn cái nút này hoạt động thì các bác ấn cái nút low cut này cho đèn vàng sáng lên. Các bác nhả ra thì cái nút này không có tác dụng các bác nhé, không có tác dụng. Và các bác ấn vào thì các bác được phép cắt giải tần từ 15 Hz. Đấy. Các bác nếu mà đừng cắt cao quá các bác nhé, cắt cao quá sẽ mất bát và nó sẽ ùm bùm bùm. Đấy. Thì các bác cứ cắt từ 25 này đến cái giải 50 hay là 60, 70. Đấy, cho các bác và anh em. Thì các bác cứ để tầm này, cái giải bát tầm này là ok. Thừa thì các bác cắt lên tí, thiếu thì các bác giảm xuống tí. Đây là cắt giải tần cho tiếng bát. Nếu mà các bác không muốn cắt giải tần tiếng bát thì các bác ấn vào cái đèn vàng này, cho nó mất đèn vàng đi. Đấy. Còn nút equalizer, các bác ấn xanh vào. Ấn xanh vào là nó chạy qua equalizer. Và khi mà các bác nhả ra, khi các bác nhả ra không qua equalizer thì toàn bộ các đèn trên cần này nó sẽ tắt hết các bác nhé. Nó sẽ tắt. Các bác ấn vào equalizer thì các đèn ở trên cần nó sáng lên là nó đã chạy qua equalizer. Đấy. Còn cái phần 6 decibel này, này và 12 decibel thì các bác ấn vào đèn đỏ thì con lọc này nó chạy ở chế độ 6 decibel là nhỏ các bác nhé. Còn các bác muốn chạy ở chế độ 12 decibel là to, các bác nhả nó ra. Đấy, là nó đang chạy ở chế độ 12 decibel. Còn cut on này, tức là các bác muốn chơi ở chế độ nhạc dịu hoặc là nhạc nó phát ra mạnh thì các bác nhả ra. Còn các bác muốn nhạc dịu thì các bác ấn nó vào. Đấy. Đây không phải là phím to nhỏ đâu các bác nhé. Đây là phím cắt giải tần cho tiếng bát thôi. Không, nhiều bác về cứ xoay cái nút này không nói lại rồi. Và sao không nói. Đây, nút volume tổng của nó đây. Gạt lên là to các bác nhé. Đấy, con lọc này nghe quá phê luôn các bác ạ. Mà hình thức của nó đèn rất đẹp các bác nhé. Nó màu xanh. Và bây giờ em sẽ cho xuống là vệ sinh để chiều nay gửi đi cho bác. Mong bác nhận sẽ ưng ý con lọc này. Rồi em cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video bên em. Các bác hãy xem và đừng quên ấn đăng ký để các bác cập nhật thông tin mới nhất về thiết bị âm thanh hàng bãi bên em nhé. Chào tạm biệt các bác.